biệt với thế giới bên ngoài. Vũ Quang, khu bảo tồn thiên nhiên nằm trên địa phận tỉnh Hà Tĩnh, cách không xa biên giới với Lào. Giờ đây còn may mắn là một trong những rừng rậm nhiệt đới được xem là ít bị tàn phá nhất ở Việt Nam và có thể cả khu vực Đông Nam Á này. Cái thế giới bị lãng quên từ 2 năm nay bỗng trở thành cục nam châm có sức hút đặc biệt các nhà khoa học trên thế giới. Đối với họ, các nhà sinh vật học nghiên cứu về động và thực vật hoang dã, Vũ Quang đã trở thành cái tên đồng nghĩa với lãnh địa huyền thoại, còn ẩn giấu trong nó những điều bí ẩn mà cả đời người một nhà khoa học chỉ mơ ước có một lần được may mắn khám phá. Điều đó đã xảy ra tại Vũ Quang. Chính tại đây, một nhóm các nhà khoa học Việt Nam và thế giới đã tìm ra một loài thú mới. Những phát hiện khoa học mà lớn đôi khi lại bắt đầu từ những câu chuyện hết sức tình cờ. Tại nhà một người thợ săn ở màn trại nằm giữa khu bảo tồn thiên nhiên Vũ Quang, nhà động vật học Đỗ Tước đã tìm thấy, phát hiện thấy một cặp sừng lạ, cặp sừng tương tự như thế này mà ông chưa từng biết qua sách vở cũng như chưa từng thấy trong các bảo tàng. Điều đó làm cho anh rất là sửng sốt. Những phát hiện khoa học, một phát hiện khoa học mà các nhà động vật ở trên thế giới hàng ao ước có được từ nửa thế kỷ nay ở một nơi nào đó trên thế giới đã diễn ra một cách hết sức đơn giản như vậy. Anh có thể kể cái trường hợp anh phát hiện cái sừng này như thế nào lần đầu tiên? Vào mùa hè năm 1992, thì Bộ Nông nghiệp có tổ chức một cái đoàn khảo sát giữa WWF và Bộ Nông nghiệp. Thì tôi cũng là thành viên trong cái đoàn đó, với tư cách là nhà thú và đạo. Thì trong một lần mà tôi đi phỏng vấn các thợ săn, chủ yếu là biết được xem cái khả năng săn bắn và một số các loài quý hiếm ở cái khu bảo tồn này nên như thế nào. Thì ngay ở trên đầu tôi, ở trên cái góc nhà, thì tôi nhìn thấy một cái cặp sừng nó rất lạ, và sau đó tôi chú ý đến ngay. Khi mà hết đợt khảo sát thì chúng tôi nhờ một số các cái thợ săn địa phương ở đây sưu tập một cái mẫu nghiêm chỉnh, và khi trong vòng khoảng độ vài tháng sau thì chúng tôi nhận được một cái bộ mẫu, một tiêu bản kể cả da, lông, sọ một cách nghiêm chỉnh. Chúng tôi căn cứ vào cái hình thái bên ngoài cũng như là cái nghiên cứu cấu trúc về mặt ADN thì thấy là đây là một cái loài mà là mới, và không những mới mà loài chi mới. Các tay thợ săn ở Vũ Quang đã không khỏi ngạc nhiên khi thấy một con vật mà người dân bản xứ vẫn quen gọi là sơn dương tự nhiên lại được nhiều người quan tâm đến như vậy. Đối với người thợ săn ở màn trại này, nó cũng bình thường như những con dê rừng khác mà ông từng săn bắn. Xem ra ở Vũ Quang không ít sao la đã bị giết hại, ít nhất thì cũng đã vài chục con tính theo các cặp sừng treo trong nhà dân. Họ còn có cả kinh nghiệm săn bắn loài thú này, không hiểu là từ bao giờ. Lúc mà chúng tôi đi rừng phát hiện ra nó thì nó chạy rất nhanh. Nhưng mà sau đó thì chúng tôi dùng cái biện pháp cho săn, cho nên là cảm thấy và nhận biết rằng là nó có một cái yếu điểm, nhưng trong yếu điểm ấy thì nó có một thế mạnh là nó leo núi rất nhanh, và thông qua đó thì nó lại leo lên lại rất nhanh nữa. Thì khi mà phát hiện rồi á thì chưa thấy được tất cả đặc điểm của nó, nhưng mà chỉ phát hiện rằng là một cái hình thù. Sau đó thì vào chó đuổi mãi thì nó xuống nước thì phát hiện ra là cái đặc điểm của con thú này là nó không thể chịu đựng được nổi với cái khí hậu của miền Trung này, cho nên là nó phải xuống nước thì nó nằm ở nước thì bị chó nó gắn thì vừa từ về là nó hút, nhưng mà do hai cái sừng nó song song nên nó hút là nó phải cúi đầu xuống, nên là mất khả năng từ về. Cho nên người ta, chúng tôi tìm được cái nguyên nhân của nó, nên là chúng tôi mới bắt được nó. Trải rộng trên một diện tích gần 100.000 hecta, vùng rừng núi này được lịch sử Việt Nam nhắc tới như một căn cứ địa của các nghĩa quân Phan Đình Phùng trong cuộc khởi nghĩa Hương Khê chống lại Ách Tô Hộ của người Pháp hồi cuối thế kỷ trước. Ngày nay, điều đầu tiên mà bất cứ ai đến đây biết về Vũ Quang là trời mưa. Ở đây mưa hầu như quanh năm suốt tháng, cho dù có phải là mùa mưa hay không. Vì thế, được một buổi trời không mưa hiếm có như thế này để có thể quay phim được, đối với chúng tôi là cả một thời gian chờ đợi. Đây là một nơi rất không mến khách, với cái nghĩa là nó rất không thích nghi cho cuộc sống của con người.
Điều này giải thích tại sao còn có những loài động vật quý hiếm được bảo tồn tại Vũ Quang. Hơn 2 năm trước, vào tháng 5 năm 1992, một đoàn khảo sát của Viện Điều tra Quy hoạch rừng, các anh Đỗ Tước, Vũ Văn Dũng, Phạm Mộng Giao, Nguyễn Ngọc Chính cùng một nhà khoa học Anh là John McKinnon đã tiến sâu vào rừng. Việc phát hiện ra sao la mà sau này nhà phân loại học Đan Mạch Peter Alexander xác định là gần giống với một loài thú cổ từng cư trú ở Ấn Độ cách đây 5 triệu năm là một bằng chứng cho thấy những khu vực sâu cùng nhất của Vũ Quang còn giữ được hệ sinh thái gần như nguyên thủy từ hàng triệu năm nay. Alexander đã cho rằng chính trong một môi trường như vậy, các loài thú đã có thể bảo tồn được giống nòi. Theo chân các nhà khoa học điều tra quy hoạch rừng, chúng tôi đã đến Vũ Quang, khu bảo tồn thiên nhiên quý giá với những núi đá hiểm trở. Có thể nói, đây là một trong số ít nơi còn lại là nơi cư trú lý tưởng của các loài động vật hoang dã ở Việt Nam. Cũng chính vì địa hình hiểm trở như vậy mà may mắn nhiều loài động vật hoang dã cho nó có những loài thú quý hiếm còn có cơ may tồn tại và phát triển tránh khỏi sự khai phá và săn bắn ồ ạt của con người. Vũ Quang là nơi mà từ thời xưa các nhà khoa học động vật và thực vật Pháp cũng chưa từng được biết đến cho đến mãi những thập kỷ gần đây. Và có thể nói cho đến bây giờ thì Vũ Quang cũng chưa được các nhà khoa học Việt Nam biết tới nhiều. Nhưng chính tại đây các nhà khoa học Việt Nam cùng với các nhà khoa học thế giới đã phát hiện ra hai loài động vật mới là con sao la và con mang lớn đã từng gây chấn động dư luận thế giới. Đối với Đỗ Tước, nhà thực hành số 1, người lăn lộn với rừng nhiệt đới hơn 30 năm qua để tìm hiểu động vật hoang dã ở Việt Nam, thì còn có một niềm tin rằng ở đây có khả năng tìm ra những con thú quý hiếm khác, thậm chí cả một loài mới nữa ngoài sao la. Điều đáng ngạc nhiên là không rõ tại sao không ai phát hiện ra sao la sớm hơn ở Vũ Quang, mà mãi đến gần đây mới được các nhà khoa học nghiên cứu động vật hoang dã như Đỗ Tước để mắt tới. Các cái nhà động vật cũng như tôi thì là thường trước đây chỉ tập trung vào những khu vực lớn, và đặc biệt là cái khu vực Bắc Trường Sơn này thì bị bỏ qua ở cái thời gian trước đây, và đặc biệt là trong quá trình nghiên cứu thì rơi vào cái giai đoạn mà chiến tranh chống Mỹ, cho nên vùng này đã bị bỏ trống không được nghiên cứu. Sau khi mà giải phóng rồi thì chúng tôi lại ùa vào Việt Nam, và khi mà có một cái dịp chúng tôi về trả lại, và may mắn là chúng tôi phát hiện được lại. Lúc đầu chúng ta có gọi con này là con dê sừng dài bởi vì là cái sừng nó dài. Được. Nhưng bây giờ thì chúng ta đã xác định cái tên của nó sao la. Vậy cái xuất xứ, cái tên sao la của nó như thế nào? Thì lúc đầu tiên thì như anh đã biết, thì vì chúng tôi cũng thấy nó dài nên gọi là con dê sừng dài để đã phân biệt với con sơn dương. Nhưng mà còn sau khi mà chúng tôi mở rộng nghiên cứu cái loài này ở vùng Nghệ An thì người Thái, dân tộc Thái thì họ gọi là cái con này là con sao la. Mà cái sao la là họ mô phỏng lại cái dụng cụ dệt vải của họ, và nó có cái hai cái trục song song như cái sừng con này. Và khi người ta gọi sao la có nghĩa là một con vật nó có cái sừng nó song song. Một đây cũng là một trong đặc trưng lạ trong cái tất cả các loài thú ở Việt Nam. Ban đầu các nhà khoa học đã không tin là họ gặp điều may mắn. Trong thiên nhiên, một mẫu vật đơn lẻ dễ đánh lừa các nhà khoa học nôn nóng, bởi vì nó có thể là dị dạng của các loài động vật đã từng được biết. Trong lịch sử khoa học đã từng xảy ra những chuyện như vậy, người ta vội vã công bố một loài mới rồi sau đó lại phải cải chính. Nhưng ở đây không phải là một mẫu vật duy nhất. Đỗ Tước và các bạn anh đã tập hợp được trong tay hơn chục mẫu vật như vậy. Tính quy luật đã xuất hiện. Những cặp sừng rất thẳng, dài đến 40 cm, như vậy chắc chắn không phải là sừng con sơn dương. Con vật này phải là loài tương cận với linh dương sừng kiếm. Vấn đề rắc rối là linh dương sừng kiếm chỉ sống ở châu Phi và vùng cận đông, chưa ai phát hiện thấy chúng ở vùng Đông Nam Á. Ý nghĩ về một loài mới mà giới động vật thế giới còn bỏ sót đã được khẳng định trên những cơ sở đáng tin cậy. Đối với thú thì những cái cấu tạo về da, lông, màu sắc, ví dụ như là cái vệt trắng ở mắt này nó rất điển hình, hay là cái vệt trắng ở chân này thì nó cũng rất là điển hình. Thế nhưng mà cái đặc điểm để phân loại cái loài này và loài khác, hay là cái để mà xác định một loài mới, thì cái cấu tạo mà quan trọng nhất của con thú là cái bộ xương. Mà trong bộ xương thì lại là quan trọng nhất là cấu tạo của hộp sọ. Hộp sọ thì gồm có hai phần mà ta không được quên là cái phần hàm trên và cái phần hàm dưới, cũng như là những cái cấu tạo của những cái hố trầm của những hố mắt, cũng như là cái phần nasal này hay là những cái orbital của nó. Thì khi mà thu thập mẫu ở ngoài thực địa thì chúng ta phải ghi chép tất cả những cái đặc điểm về hình thái cũng như là phân bố cũng như là cái nơi sống. Đồng thời chúng ta thu thập tất cả những cái mảng nào của động vật. Nhưng cái quý nhất mà chúng ta thu thập được để phân loại chính là cái những cái hộp sọ cũng như là tất cả những cấu tạo về những công thức răng.
Mà trong này thì khi mà thu thập thì đừng quên rằng là thu thập vào cả cái hàm dưới của nó. Ở đây, khoa học hiện đại giúp gì cho các nhà phân loại học, giải thoát cho họ thoát khỏi những phân vân cuối cùng để khẳng định một loài mới? Để công bố một loài mới thì nó cần phải có rất nhiều cái yếu tố. Bởi vì nếu mà chúng ta mà vội vàng mà công bố một cái loài thì đến khi mà người ta xác định nó không phải loài mới mà người khác đã công bố rồi thì nó trở thành một cái synonym, thì cái đó là một cái điều không hay. Để phát hiện một loài mới thì chúng ta phải có những cái đặc điểm về cấu tạo da, lông cũng như là về xương. Nhưng mà hiện nay có một cái tiến bộ khoa học mới nữa, tức là cái xác định về ADN, về cái nhiễm sắc thể. Thì cái nhiễm sắc thể của cái group này và group khác nó phân biệt bằng những cái nhóm X và Y ở trong đó, và những cái đó nó tương đối, nó là những cái chỉ thị rất tốt cho cái việc định loại, và nó làm cho các nhà khoa học nó yên tâm hơn khi mà mình định một loại mới. Với những cặp sừng và một vài bộ da còn tốt, tất cả đều được thu thập tại nhà các tay thợ săn ở Vũ Quang và được mang về Hà Nội vào mùa hè năm 1992. Các nhà sinh vật học Việt Nam đã bắt đầu công việc khôi phục lại hình dạng con vật kỳ lạ. Dù mẫu da đã bị để quá lâu, bị khô co lại nên việc tạo lại hình dáng nó không dễ dàng chút nào, nhưng đây chính là mẫu vật chuẩn đầu tiên vô giá. Những phân tích cẩn thận về cấu trúc ADN của Alexander, Đại học Tổng hợp Copenhagen, cho thấy sau la không chỉ là một loài mới mà còn là một chi mới. Nó có thể có họ hàng gần gũi với những con vật hoang dã sống không ít hơn cách đây 5 triệu năm. Sau la hoàn toàn không giống với các loài động vật thuộc họ dê hay họ bò, đến độ các nhà phân loại học phải tạo ra một chi mới gọi là Pseudoris, giả linh dương sừng kiếm. Việc tìm ra một loài thú mới ở trên cạn bản thân nó là một sự kiện khoa học lớn. Báo chí thế giới liên tiếp đăng nhiều bài về sự kiện này. Họ gọi Vũ Quang là một mỏ vàng sinh học, thậm chí một phát hiện của thế kỷ. Vùng rừng núi suốt nhiều năm cách biệt với thế giới bên ngoài bỗng chốc trở thành một lớp học mở của lịch sử tự nhiên. Sở dĩ nó có cái dư luận xôn xao trên thế giới và trong nước ta là vì đây là một cái loài mà như anh biết á, đây là một cái loài mới thực sự, chưa hề phát hiện. Đây là một cái vùng mà như anh biết á, là ở cái vùng Bắc Trung Bộ Việt Nam, cái vùng mà cũng đã từng chịu chiến tranh rất là nhiều, rồi chất độc hóa học cũng rải, do đó các cái đoàn khảo sát cũng ít đến cái vùng này. Vừa qua thì với cái sự hợp tác chặt chẽ giữa cái tổ chức của Bộ Lâm nghiệp với các cái viện nghiên cứu trong nước và với các cơ quan nước ngoài thì chúng ta đi đến đó và có phát hiện ra một cái loài này, thì thấy cái loài này chưa có trong danh sách ở trên trong các cái loài thú ở trên thế giới và ở Việt Nam ta như vậy. Do đó mà khi mà phát hiện cái loài này, khi công bố Bộ Lâm nghiệp công bố cái loài này, loài sao la là cái loài mới ở trong đối với Việt Nam, thì đây cái tin đó rất xôn xao ở trong nước và ở nước ngoài. Đúng như anh nói là các nước như Pháp, Mỹ, Anh, Hà Lan cũng như nhiều nước, các nước ở Đông Nam châu Á cũng đều có dịp viết thư hỏi chúng tôi về cái tin tức loài mới này. Thì đây là một cái điều rất phấn khởi cho nước Việt Nam chúng ta. Sau 50 năm chúng ta phát hiện thêm một cái loài mới mà đóng góp rất lớn, nó có giá trị đóng góp rất lớn cho cái nền khoa học ở trong nước và đóng có cái giá trị rất lớn đối với nền khoa học chung trên thế giới. Như các bạn thấy, công trình phát hiện ra loài thú mới ở Vũ Quang, con sao la, là một sự kiện quan trọng đối với nhà khoa học nghiên cứu động vật có vú. Trong việc săn tìm những loài gen mới của các loài vật thú lớn, những con thú lớn, người ta chỉ biết đến một sự kiện khoa học mang tầm vóc lớn như vậy vào đầu thế kỷ này. Đó là vào năm 1901, khi Slater phát hiện ra một loài hươu đùi vằn ở Zaire, Congo. Nó trông bề ngoài giống như một con ngựa vằn nhưng lại thuộc về họ hươu cao cổ và được khoa học biết đến với cái tên là Okapi. Đó là con thú mới đầu tiên được phát hiện ở thế kỷ này, và người ta những tưởng danh sách những gen mới như vậy đã kết thúc vào năm 1937 ở con vật thứ 5. Khi đó, giám đốc vườn thú ở Paris, ông Aubin, khi quan sát một con bò rừng non 4 tuổi theo tiếng Khmer gọi là Coupe Ray, do một bác sĩ người Pháp là Bos Sovelli bắt được ở Đông Dương và gửi về Pháp, hóa ra không phải là một con bò rừng bình thường mà người ta đã từng được biết đến, mà là một con thú hoàn toàn mới. Trải qua các cuộc chiến tranh kéo dài ở Đông Dương và sự săn đuổi giáo giết của con người, bò xám Coupe Ray đến nay gần như đã bị tuyệt chủng, không ai còn có may mắn được nhìn thấy Coupe Ray ở trong rừng tự nhiên nữa, và chúng ta hiện nay chỉ còn may mắn nhìn thấy những con Coupe Ray cuối cùng ở Đông Dương, ở Campuchia qua những phim tư liệu của các nhà làm phim Mỹ quay từ cách đây hàng chục năm. Bò xám phân bố chủ yếu ở Campuchia, nhưng chúng còn sống ở vùng ngã ba biên giới Lào, Việt Nam và Campuchia. Hiệp hội Bảo vệ Thiên nhiên và Nguồn tài nguyên Thiên nhiên đã xếp bò xám Coupe Ray
là một trong ba loài thú quý hiếm nhất trên thế giới và được ưu tiên bảo vệ hàng đầu. Quyết định này xuất phát từ một thực tế, trải qua hai cuộc chiến tranh ở Đông Dương, bò sám là đối tượng bị săn bắn không thương tiếc để làm thực phẩm, kể cả việc săn bắn thể thao, nên chúng hầu như đã bị tuyệt chủng. Từ năm 1975 đến năm 1990, đã có những dự án quốc tế với nhiều tiền của rót vào nhằm tìm cho bằng được một con cúp rây còn sống. Nhưng cho đến nay, vẫn chưa có một chú bò sám nào được tìm thấy còn sót lại trong rừng Việt Nam, Lào hay Campuchia. Trong số thế kỷ 20 này, các nhà khoa học trên thế giới đã thống kê thêm được nhiều loài động vật mới, nhưng đó chủ yếu là côn trùng, một số loài chim và cá. Việc này tuy khó nhưng vẫn có thể làm được. Nhưng cơ may để cho các nhà tự nhiên học phát hiện ra những con thú mới ở trên cạn, dù cho đó là trong những khu rừng nhiệt đới biệt lập và hiểm trở nhất, hầu như không còn nữa. Điều này giải thích tại sao việc phát hiện ra sao la ở Vũ Quang, Hà Tĩnh lại làm cho giới khoa học thế giới quan tâm đến như vậy. Kể từ lúc những mẫu rừng đầu tiên của sao la được tìm ra, các nhà khoa học Việt Nam và thế giới được sự tài trợ của Quỹ Thế giới Bảo vệ Thiên nhiên WWF đã tổ chức các đợt khảo sát nghiên cứu kỹ hơn cuộc sống của động vật hoang dã ở Vũ Quang và một khu vực rừng rộng lớn khác ở phía bắc Vũ Quang cùng sinh cảnh với nó là Pù Mát, Nghệ An. Chính tại đây, họ đã tìm thấy những cặp sừng của loài động vật mới và cũng tìm ra một cái tên rất hay cho nó là sao la, theo cách gọi của đồng bào dân tộc Thái. Nhà phân loại học Atander của Đan Mạch khi đến đây đã nói rằng nếu nhân loại muốn bảo vệ một mẫu hình về đa dạng sinh học thì một việc làm có ý nghĩa nhất là phải bắt đầu từ những khu vực như Vũ Quang, vì nơi đây đã thể hiện sự ổn định đa dạng sinh học trong suốt một thời gian dài. Lần đầu đi cùng với các nhà khảo sát vào rừng sâu, tôi đã cảm nhận thấy rất rõ phần nào những khó khăn và vất vả, chắc chắn mới chỉ là một phần rất nhỏ mà họ đã phải trải qua và sẽ còn phải trải qua trong suốt cuộc đời theo đuổi nghề nghiệp của họ. Tất cả chỉ vì một lẽ duy nhất, tình yêu của các anh với rừng, sự say mê nghiên cứu tìm hiểu cuộc sống của động vật và thực vật hoang dã và một quyết tâm phải bảo vệ bằng được các con thú quý hiếm của Việt Nam. Đỗ Tước tìm hiểu những bãi cây và rau dại mà sao la có thể dùng làm thức ăn. Anh lần về những hang đá, hốc núi hiểm trở, tìm kiếm những dấu vết mai da còn để lại của con vật. Đỗ Tước hiểu rằng, việc tìm được một con thú còn sống, biết chạy nhảy, biết ăn, biết dùng đôi sừng húc để tự vệ, có một ý nghĩa quan trọng như thế nào. Với sự giúp đỡ của Quỹ Thế giới Bảo vệ Thiên nhiên, các nhà khoa học đã lắp đặt các máy chụp ảnh tự động ở nhiều vị trí khác nhau trong rừng sâu. Nhưng cho tới lúc này, tất cả mọi cố gắng chụp được một bức ảnh sao la hoặc quay phim được nó trong tự nhiên vẫn chưa đem lại kết quả. Ý đồ của chúng tôi là chụp ảnh con vật ngay trong khung cảnh núi rừng thiên nhiên. Chúng tôi đã đặt các thiết bị ghi hình đặc biệt, chúng ở phía trước cách tôi khoảng 2 mét. Dự kiến con vật sẽ đi từ phía trên kia xuống và bứt lá ở cành cây này. Ở đây chúng tôi có bố trí các camera và các đèn chiếu sáng. Vì thế khi con vật tác động một áp lực nào đó vào một bộ phận của máy, tức là khi nó dẫm chân phải bộ phận đó, thì nó tự chụp lấy ảnh cho mình mà không hay biết một chút nào. Đây có thể là cách tốt nhất để chụp lấy một bức ảnh tự nhiên sinh động về con vật. Trong nhóm các nhà khoa học đã có công phát hiện ra sao la 2 năm trước, một người nước ngoài được báo chí nhắc tới nhiều là John McKinnon. Nhà sinh vật học Anh đã 2 năm nay nghiên cứu động vật hoang dã trong các rừng rậm nhiệt đới ở châu Á. Tôi nghĩ Việt Nam có thể là một phần nhỏ bé của thế giới thoát ra khỏi sự tác động của thời gian. Việt Nam không giống phần còn lại của thế giới. Đáng lẽ ra, những cuộc khảo sát nghiên cứu như thế này đã có thể được tiến hành 20 hoặc 30 năm trước, nhưng người ta đã không thể làm được vì chiến tranh và cho đến tận bây giờ, khi các nhà khoa học mới có điều kiện thâm nhập vào sâu trong rừng để tìm hiểu, thì chúng tôi đã phát hiện ra một loài động vật mới. Cuối cùng, 2 năm sau khi công bố phát hiện ra loài thú mới ở Việt Nam, vào tháng 6 năm 1994, người ta đã bắt được một con sao la nhỏ ở Vũ Quang. Và đây chính là nó, con vật sống đầu tiên mà cả thế giới đang ngắm nhìn, khi người ta đã bắt đầu cảm thấy nhàm chán với những bức hình tưởng tượng được các họa sĩ tạo ra bằng máy tính, hoặc cùng lắm là các bức ảnh chụp những con nhồi trong bảo tàng.
hình. Đây không chỉ đơn giản là một con quý hiếm mà còn hơn thế nhiều, bởi vì sau nửa thế kỷ thế giới mới lại phát hiện ra một giống thú lạ có kích thước lớn như thế này mà chưa từng được biết tới. Đây là một con non, theo các nhà khoa học thì độ khoảng từ 4 đến 6 tháng tuổi. Khi trưởng thành thì cặp sừng của nó sẽ rất dài. Chính vì thế mà hồi đầu các nhà khoa học Việt Nam đã gọi nó với một cái tên là con dê sừng dài. Và bây giờ cái tên chính thức của nó được gọi là con sao la. Hiện nay con sao la non này đang được nuôi ở vườn mẫu của Bộ Lâm nghiệp, một khu rừng nhỏ ở ngoại ô Hà Nội rộng khoảng 4 hectare. Sự kiện này đã trở nên nổi tiếng thế giới, John McKinnon nói. Người ta đã không thể tin rằng đến cuối thế kỷ này còn có một con thú lớn có kích thước như vậy chưa được phát hiện, nhất là lại ở một vùng mà chúng tôi vẫn nghĩ rằng đã bị chiến tranh tàn phá. Đây là niềm phấn khích với tất cả chúng tôi khi biết rằng có một loài vật lớn còn đang sinh sống phổ biến ở Việt Nam. Nó làm cho tất cả mọi người bắt đầu phải xem xét tới các sự kiện ở xung quanh. Biết đâu vẫn còn những con vật mới lạ cần phải tìm ra. Đó là một niềm hy vọng mang nhiều cảm tính. Việt Nam là ví dụ đầu tiên cho thấy chúng ta có thể tìm thấy ở đây hơn 2 loài thú mới ở thế kỷ này. Cho đến nay thì con sao la này đã được 2 tháng rồi. Thì lúc đầu tiên thì vì con thú này mới được phát hiện thì chúng tôi cũng chưa biết gì về cái tập quán nó ra sao. Và đây là vấn đề rất quan trọng để làm cái cơ sở, để đưa ra cái biện pháp mà chăn nuôi nó. Thì cho đến bây giờ thì chúng tôi đã biết là cái con này nó hoạt động chủ yếu về mặt khi mà mặt trời mà nó ít tác dụng, tức là về hoàng hôn đêm và sáng sớm. Chính vì thế cho nên là khi mà những ngày trời mưa thì cái quy luật này nó hơi phá vỡ một tí. Thế là chúng tôi, cái bước đầu chúng tôi biết như vậy. Hình ảnh về con sao la sống mới bắt được ở Việt Nam đã nhanh chóng được các hãng truyền hình lớn truyền đi khắp thế giới. Khi sự tò mò khoa học đã thỏa mãn thì vấn đề trở nên được quan tâm hơn là làm sao nuôi dưỡng được con thú này. Với một loài động vật lạ, không ai dám nói biết cách nuôi dưỡng và phòng chống bệnh cho nó ra sao. Tuy nhiên, bằng những kinh nghiệm lâu năm nuôi các con thú quý hiếm của thế giới, các nhà khoa học ở vườn thú London đã tìm mọi cách gửi thuốc cho sao la. Khi mà mang cái con thú này về nuôi ở cơ sở chúng tôi thì một cái điều lo lắng nhất là chúng tôi chưa có kinh nghiệm. Thứ hai tức là cái con thú này nó lại là một con thú mà cả thế giới quan tâm, nếu mà xảy ra cái gì thì rất là nguy hiểm. Thế nhưng mà có một cái điều rất may là cái sự quan tâm của quốc tế, của bè bạn quốc tế mà những người mà chúng tôi chưa hề biết. Thế nhưng mà người ta quan tâm đến chúng tôi, không phải là chỉ một tổ chức mà rất nhiều tổ chức, trong đó điển hình thì là cái vườn thú London. Họ gửi chúng tôi một cái hộp mà trước khi gửi hộp này thì họ gửi chúng tôi rất nhiều cái fax bằng rất nhiều kênh để làm sao đến được tay người nhận. Thế thì sau đó chúng tôi nhận được trong một cái con đường gửi thư nhanh một cái hộp, trong đó có rất nhiều cái loại thuốc để mà bảo vệ con này. Thì trong đó thì thể hiện cái lo lắng của bạn về hai cái mặt. Thứ nhất tức là cái bệnh mất nước cho con này trong khi mà bị ỉa chảy. Bởi vì bạn có rất nhiều kinh nghiệm khi mà nuôi những con thú ở khắp thế giới gửi về London. Thì bạn gửi chúng tôi trong đó thì có hai cái loại mà quan trọng nhất là cái thuốc để mà chống mất nước ỉa chảy. Thứ hai là một cái loại thuốc để mà trừ cái ký sinh. Bạn rất lo lắng về cái ký sinh. Ký sinh này cũng làm cho con vật nó cũng thể bị tử vong rất sớm. Thì kèm theo đó thì bạn gửi chúng tôi rất là nhiều cái ống tiêm. Mà cái ống tiêm mà chỉ tiêm có một lần rồi bỏ đi. Và những cái loại, đồng thời bạn còn gửi chúng tôi rất nhiều các loại muối khoáng cũng như là cái chất bổ dưỡng cho con thú này, bởi vì con thú này đang ở trong cái đoạn bú mẹ. Thế thì cái sự gửi này của bạn cũng như là các tổ chức khác thì thể hiện chúng ta thấy một cái thể hiện rất rõ là cái quan tâm của bè bạn quốc tế và những cái tổ chức khoa học quốc tế lo lắng đến cái con thú đầu tiên này của thế giới. Còn đây là con non khác mà chúng tôi còn kịp quay được ở thị xã Hà Tĩnh khi nó còn sống. Cuộc đời của nó thật ngắn ngủi, bị chia đuổi, bị chó săn cắn bị thương và bị suy dinh dưỡng cùng kiệt. Con thú đã chết sau hơn 2 tuần người ta bắt được nó. Các nhà khoa học tin rằng dù khu vực chưa được khám phá hết nhưng số lượng các loài thú được giảm sút nhanh chóng bởi việc săn bắn. Các tay thợ săn không tha thứ, thậm chí không hề cảm thấy có lỗi khi giết bất kỳ một con vật nào dù cho đó là những con thú quý hiếm nhất. Thế bây giờ thì các anh đã biết rồi đấy, bây giờ đây là một cái giống thú mới. Đối với thế giới nó có ý nghĩa rất lớn, không như thế nó là một con giống thú quý. Vâng. Chắc là các anh cũng có ý thức để bảo vệ cái con thú này chúng ta không săn bắn nữa. Cảm ơn anh. Chúng tôi với tư cách của một người thợ săn và những người dân bản xứ ở đây
Thì điều này tôi nói thì anh thông cảm. Nhưng mà chúng tôi sẵn sàng chấp nhận cái điều với chính quyền nhà nước. Nhưng riêng chúng tôi thì chúng tôi sẽ bắt. Vì lý do gì? Vì đó là cái ý thức cá nhân và sử dụng cá nhân. Thế ví dụ như con này thì các anh sử dụng cá nhân vào mục đích gì? À, trước kia thì chúng tôi săn bắt được nó thì ăn thịt. Còn bây giờ thì nếu nhà nước mua chúng tôi bán. Nhưng mà theo tôi biết thì nhà nước cũng không có ý định là sẽ mua những con này, và những con này cũng không bán đi đâu được, bởi vì đấy là những cái con mình muốn phát triển nó thành những động vật hoang dã ở trong rừng, ta bảo tồn cái sự phát triển. Vâng, cảm ơn nhà nước. Nhưng mà chúng tôi thì với tư cách của một cá nhân ở đây thì chúng tôi làm như thế thôi. Cái việc mà tổ chức bảo vệ một cái loài thực vật hay một loài động vật thì chúng ta có phải có các cái biện pháp, tức là ngoài cái biện pháp hành chính ra, chúng ta có biện pháp giáo dục nâng cao ý thức cư dân để cho nhân dân ở các cái vùng đó họ thấy, họ hiểu biết đây là một cái loài quý, một nguồn gen rất quý của đất nước trên thế giới, để họ có ra sức họ bảo vệ. Tôi nghĩ cái việc mà tuyên truyền nâng cao ý thức của toàn dân để cho dân nó đó họ hiểu là cái vô cùng quan trọng. Thì bên cạnh đó chúng ta có cái pháp luật. Về pháp luật thì nhà nước chúng ta cũng đã có cái lệnh, cũng đã có những cái quy luật và để bảo vệ các cái loài động vật nói chung, và trong đó có con sao la. Thì tôi nghĩ rằng Bộ Lâm nghiệp cũng có những chỉ thị đặc biệt đối với cái vùng Vũ Quang là cố gắng bảo vệ đó. Nhưng thực trạng hiện nay cũng có một số người vẫn tiếp tục săn bắn, hoặc là tìm cách săn bắn để ăn thịt, hoặc là buôn bán như thế này. Thì tôi nghĩ rằng cái việc đó là nhà nước, Bộ Lâm nghiệp cũng như các cái cán bộ khoa học của chúng tôi phối hợp với các cái cơ quan địa phương ở trong Nghệ Tĩnh để mà giáo dục hoặc là tuyên truyền cho nhân dân, để cho nhân dân biết đó là cái giống quý, cái loài quý đối với đất nước, không những hiện nay và cho tương lai, để họ cố gắng họ giữ cái nguồn gen đó. Tôi thấy pháp thuộc, nhiều động vật quý hiếm trong rừng Việt Nam đã bị giết hại bừa bãi, để đến bây giờ một số loài chúng ta không bao giờ còn gặp lại nữa. Người ta đã có một cái thú vui, mỗi khi giết được một con vật lại chụp ảnh làm kỷ niệm. Còn ngày nay, tình trạng săn bắn thú quý chắc chắn vẫn chưa được kiểm soát hoàn toàn. Chúng ta hãy thử hỏi, nếu sao la không được phát hiện bởi các nhà khoa học thì số phận của loài thú này sẽ đến đâu? Có thể nó sẽ rơi vào số phận bị tiêu diệt hoàn toàn như một số loài thú quý hiếm khác của Việt Nam. Hoặc có thể một điều tồi tệ nữa là còn có những con vật mới không kịp đủ thời gian để tồn tại cho tới khi các nhà khoa học phát hiện ra đó là một loài động vật mới của thế giới. Việc bảo vệ không thể có kết quả nếu chỉ dựa vào những chỉ thị nghiêm cấm săn bắn của chính phủ. Những dự án nhằm bảo vệ hệ sinh thái rừng và cải thiện đời sống của người dân sống trong vùng là rất cần thiết. Việc săn bắn hiện nay là nhằm để cung cấp thực phẩm cho các cư dân trong rừng. Chúng ta sẽ gặp nhiều khó khăn nếu chỉ đòi hỏi họ đừng săn bắn nữa. Hãy nhìn ra xung quanh mà xem. Anh và tôi đều thấy đây là một khu rừng rất đẹp. Đó là nguồn tài nguyên quý giá mà Việt Nam có trong tay. Những tài sản của rừng là gỗ quý và động vật hoang dã, dễ khuyến khích con người ta khai thác mà không lường hết mọi hậu quả có thể xảy ra. Tôi nghĩ cùng với việc nâng cao ý thức cộng đồng, giúp người dân hiểu rõ giá trị của khu rừng này, các tổ chức quốc tế và chính phủ cần phải hợp tác thực hiện những dự án nhằm cải thiện đời sống của họ, giúp cho người dân có được những biện pháp sinh tồn hoàn thiện hơn là trong một việc săn bắn và đốn gỗ. Với ý thức trách nhiệm cao, tôi muốn tin rằng chúng ta sẽ bảo vệ được khu bảo tồn thiên nhiên Vũ Quang và các con thú.
Mr. Sajini, I'm not expert in this field, so I can understand. But I would like to ask you why this discovery attracts the attention of the scientists around the world. Discovery of the new Muntjac? Okay, when we were actually not expecting another new mammal in Wukwang. You see, we have already discovered one large mammal in that area. Scientifically speaking, it was going to be very unusual to find another large mammal in this area. So that's why it's interested people around the world. And within 2 years' time, we've had two species that have been found, two large mammal species that we found in Wukwang. And that is what is most exciting for the international community. Can you say something more concretely about this animal? About giant Muntjac. Giant Muntjac we found, actually when we first saw it, we didn't realize ourselves that it was a new species. It's only after we came back to Hanoi and we made some measurements that we found that it was a new species. The animal is very much bigger, but it's also very common. All the hunters' houses we went to, we found skulls like this. And we were very surprised to find that this animal was so common in Wukwang. I'm surprised that you're a foreigner. But what's the reason that interests you to be closely connected to the wildlife in Vietnam? Well, I've been a scientist for the last 4 or 5 years, doing scientific work not only in Vietnam but also in India. And it was interesting to me to come to a new country. I've worked in other countries as well. I've worked in Malaysia, Indonesia, Thailand. And when I was given the opportunity to come out to Vietnam, I jumped at it because it was going to be my first time. Time traveling around doing scientific work like this. Thank you very much. Please, as a scientist, can I say something about this discovery? Why it attracts the attention of the scientists of the world? I think, you know, we've reached an age where the world appeared to be rather well known, and there were not very many new big things. There's new insects being found, new small mammals. But I think it aroused a lot of excitement and a sense of adventure when we found this new large mammal, a whole new genus, in Vietnam. And I think this has encouraged people to start looking around. They think, oh, maybe there's still something new to be found. It's a new sense of adventure, a new sense of hope that maybe there's still exciting things, you know. And maybe Vietnam is the first example, is that already they've found two more mammal species since the new bovid. And I hope that in other parts of the world also people will start adventure again, looking for new things. There are a number of places in the world that have really not been very well studied and surveyed. So I hope that this discovery, apart from its scientific value, will also stimulate more people to look harder at things. Maybe we would not have even protected Phu Quang and Pumat if we hadn't found this animal. So it has an enormous importance for conservation. You know, it gets popular interest in this area, and suddenly realize it's not just one animal but several new animals, and maybe among the lesser animals also many new species still to be found. So we must save it, we must carry on doing research. What's the reason that interests you to be connected to wildlife of Vietnam? I suppose Vietnam is maybe in a little world out of time with the rest of the world, is that the sort of research that would probably have been done 20, 30 years ago was never done because of the war. It's only now that it's in peace again and everything's calm that science can continue, and we're making the sort of discoveries that were finished in other countries 30 years ago. Thank you. Thank you.